nay vợ không có rảnh, mọi người không có việc làm cho nên làm rau câu cho mấy chú vợ nó ăn. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đình Nhãn Vlog. Thì hôm nay rảnh rỗi mọi người, thì hôm nay ở nhà mình mình hái lá dứa với lại cắt lá dứa lại cái lá cẩm á vô mình làm rau cau ăn nha mọi người. Thì bây giờ thì mình cắt nha. Thì bây giờ mình cắt lá cẩm trước nha mọi người. Cắt lá dứa đi. Lá dứa quá trình luôn mọi người. Thì đây là sau khi mình đã cắt xong rồi đó. Đang đi hái lá cẩm với lại lá dứa để làm rau câu mọi người. Thì người ta gọi điện, người ta ra cái giấy tờ giao hàng. Thì mình mua 10 cái chậu này. 10 cái chậu 200.000. Mua để trồng mấy cái cây á. Khi lên rỗi mình trồng mấy cái cây á. Thì chậu nè mọi người 20.000 một cái. Vài bữa nữa mình thay cho cái cây này nè. Cái bông của nó không? Nó sắp tàn, nó sắp tàn. Thay cho cái chậu này. Thì vài bữa nữa mình sẽ thay. Bây giờ mình tiếp tục mình nấu rau câu nha mọi người. Bây giờ tiến hành mình nhặt rau nha mọi người. Cái lá cẩm này thì mình nhặt nó ra, cái này mình rửa sạch đi. Rửa sạch đi xong rồi mình mới xắt nó ra. Lấy cái nước lá cẩm này nó dễ đó mọi người. Lá cẩm này ở chỗ mình thì người ta còn dùng nó để mà nấu xôi đó mọi người. Lấy ra mấy cái màu người ta làm cái gì cần thiết á. Lá dứa thì mình chưa làm bây giờ, nhưng mà cái lá cẩm này thì thường xuyên rồi. Bây giờ mình cắt nó ra nha mọi người. Cắt ra xong thì mình đun sôi lên. Mình đun sôi lên thì mình lấy cái nước nó. Cái này là cuối tuần rồi làm cho mấy đứa nhỏ nó ăn, chứ mình cũng phải hướng dẫn mọi người làm cái gì đâu nha. Thì hướng dẫn làm thì phải làm cho chuẩn chỉ. Còn này mình làm gia đình ăn cho nên cũng không cần phải cho nó chuẩn đâu. Miễn sao có cái màu cho mấy tụi nhỏ nó thích là được. Mình cho nước vừa phải nha mọi người. Cái lượng nước là mình cho nó vừa phải thôi. Cũng không có theo một cái mức nào đâu. Tại vì mình làm cho gia đình ăn á, cho mấy đứa nhỏ nó ăn, cho nên cũng không có nhất thiết là phải chuẩn. Mình đun cái này cho nó sôi lên. Bây giờ mình xắt cái lá dứa này ra nè mọi người. Sắc nhỏ ra. Lá dứa này thì không biết có thành làm có thành công hay không đó. Tại vì mình chưa làm bao giờ, mình cũng không có lên mạng mình xem nữa. Mình làm mấy đứa nhỏ nó ăn, nó thích ăn thơm, có mùi thơm mà được. Mình sắc nhỏ ra. Sắc nhỏ ra xong thì mình cho vô cái máy mình xay ra. Mình xay xong thì mình lược. Lược xong thì bắt đầu mình chắc mình cũng phải nấu giống như vậy đó. Tại vì trước giờ mình chưa có dùng cái lá dứa này mình làm rau câu á.
nó cẩm mà nó sôi lên thì nó ra cái nước màu tím mọi người, rất là đẹp luôn. Mọi người thấy hay không? Cái lá thì màu xanh nhưng mà nó ra cái nước thì lại là màu tím. Tạo hóa của thiên nhiên đúng là rất là kỳ diệu phải không mọi người? Nước nó sôi thêm một chút nữa thì mình tắt bếp nha mọi người. Đây là nước nó sôi nhiều rồi đó, thì mình tắt bếp là được rồi đó. Nước rất là đẹp luôn. Này nấu sôi ăn cũng rất là ngon nha mọi người. Cái cây này thì mình có thể trồng lại được, cái nhánh này nè, mình có thể trồng lại được. Nó dễ lên lắm. Cái cây lá cẩm này nó còn có một cái vị thuốc nữa nha mọi người. Thấy ở nhà người ta hay làm thuốc á, làm một cái vị thuốc gì đó. Đây là nước lá dứa nè mọi người. Nước này thơm lắm. Còn bên đây là nước lá cẩm nè. Khi mình nấu lên nó còn nóng thì nó nhạt nha, mà càng để nguội thì càng đậm. Khi mình nấu lên thì nó sẽ thành ra màu tím tím đậm sẫm lên. Thì bây giờ mình tiến hành mình lược nó ra. Đó, mình lược ra mình lấy cái nước này. Người nó khá xinh lèo mà nó ra cái nước màu tím đẹp này. Đó, cái sự kỳ phải thì đó, cái gì đó nó màu tím rồi mọi người. Đó, nó tím. Tại vì đựng ở trong này thấy không có được rõ chứ nó là màu tím nè. Vô mũ cũng thấy rõ hơn. Thì mình đổ vô mình nấu lên. Mình làm rau câu này mình làm nhà ăn mà, cho nên cũng không có quan trọng là màu sắc cho nó chuẩn. Thì nhà có gì dùng ở đó thôi, còn thiên nhiên thôi. Còn được là bột nè, bột rau câu đây mọi người. Đây, bột rau câu này. Bột rau câu dẻo này. Đây gì đây? Hai thứ này mình trộn vô, giờ mình cho đường vô nè. Mình làm hai màu thì mình phân hai ra, còn mình làm bao nhiêu màu thì mình chia ra mấy phần. Mình cho đường vô mình trộn lên. Bây giờ nước sôi rồi nè mọi người. Bây giờ mình cho cái hỗn hợp đường với lại rau câu á. Thì mình cho hai cái thứ này vô. Đường với lại rau câu vô thì quậy lên. Quậy đều lên cho nó sôi rồi mình tắt cái bếp nha. Giống như huyết của mọi người nhỉ. Này là lá cẩm nha. Nó sôi rồi mình tắt bếp nha mọi người. Bây giờ mình đổ ra nha mọi người, mình đổ ra phân nửa thôi. Lát sau mình cái màu xanh này mình đổ chồng lên. Mình đổ cái màu xanh lên trên này nè. Cái này
nhỏ thôi, mình không phải đẹp đâu. Không làm chị mà thì để làm giờ đã xong rồi. Cái màu lá cẩm này mọi người thấy nó hơi tối thì thấy nó đục đục vậy thôi chứ màu nó đẹp với nhiều người, lát mình sẽ đem ra sáng cho mọi người xem. Đây cho mọi người xem đó, mày thấy chưa? Màu mà nhiều nhìn giống như quýt đó nhỉ. Đó, mình cho sữa vô, sữa đặc vô. Rồi, mình đặt đá mình bỏ vô nha mọi người. Đây, thì mình đặt đá mình bỏ vô. Đây nè, mình đặt đá mình bỏ vô. Rồi giờ mình lấy muỗng mình đánh lên lần thứ nhất thôi. Mọi người muốn uống mộng, muốn uống trà sữa thì mình pha thêm trà sữa mình đổ vô nữa là tuyệt vời lắm mọi người. Em đi uống trà sữa rồi. Lát nữa mình làm một ly trà sữa nữa ha. Ok ạ. Lát nữa ba làm ly trà sữa nó lại này cho con nghe. Trà sữa màu mà tím mà. Mày thấy đẹp không? Ba bề trà sữa màu tím hả ba? Mấy cái gà màu tím đẹp vậy kìa. Đẹp lắm ơi. Ba đẹp lắm ơi. Đẹp lắm hả? Mình thấy cái lá cẩm ra nước của mọi người. Ra nước màu rất là đẹp luôn. Thì hôm nay vẫn không có rảnh mọi người, không có việc làm cho nên làm rau câu cho mấy cái vợ nó ăn. Thì sẵn tiện mình làm quay cho mọi người cùng xem luôn. Nhìn rất là ngon, mọi người đem mình thử một miếng xem sao. Làm thêm một ly cà phê nữa. Làm một phần tô cà phê đã quay cho mọi người cùng xem. Mời mọi người nhé, mời mọi người nè. Ngon lắm mọi người. Bây giờ làm thêm một phần làm cà phê đây mọi người. Cho sữa vô, cho sữa nhiều nhiều tí, nó ngọt. Rồi xong, cho cà phê vô. Rồi được rồi. Tại cái là cái lá dứa. Cái lá dứa nó không có được lên màu. Nhưng mà để cái mùi nó thơm nhé. Đó, mọi người thấy ngon không? Đó là ngon luôn. Thì đây mọi người, một bên thì cà phê nè. Bên thì mình ăn chung với cà phê.
một bên thì với sữa thôi, lá cẩm nó ra là đẹp luôn. Ở cà phê, bên cà phê mình thấy ngon hơn mọi người. Cà phê thì ngon hơn bên lá cẩm. Thì bây giờ mình ăn thử nha, mình uống thử miếng nước bên này nè. Cái vị cà phê thì dễ ăn ngon lắm. Mời mọi người nè, mời mọi người cùng ăn với mình nha. Còn bây giờ mình sẽ ăn lại bên này. Rất là đẹp, ngon luôn mọi người ơi, nhìn đỏ lắm. Cái nào cũng ngon như nhau. Cà phê thì có vị của cà phê, thơm cà phê, và bên này cũng thơm mùi lá cẩm, lá dứa ngon lắm. Thôi bây giờ mình đem ra ngoài, mình cho hai đứa nhỏ nó ăn nha mọi người, nhìn nè. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Đây. Em ăn màu gì? Màu tím ngon mà. Màu tím ngon. Màu cả ai chứ mẹ ăn nha. Màu tím như này, màu cà phê nào ngon hơn để mình tự im, ngồi im đi và đút cho. Đây, đây, im lặng. Nó uống cà chua màu tím mà. Màu tím mà. Màu tím ngon mà. Rồi, tím muốn ăn nào? Tím muốn ăn màu nào? Màu giòn tí ngon mà. Ra qua ngồi mẹ đi. Mẹ. Ngon không? Nè. Ngon. Có à, con nghe thơm mùi gì? Khi mùi trà sữa à? Thì em ngồi tiệm người ta cũng làm vậy thôi. Nè. Đó, ngon. Màu tím mà. Ăn màu tím mà. Múc ăn đi. Múc ăn đi. Ba. Mẹ ơi, em nó cũng ngon luôn. Mọi người rất cho mình xin một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nhé mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi tới cuối video. Chúc mọi người có một buổi cuối tuần thật là vui vẻ nha.